nghệ sĩ hay nhất, nổi tiếng với phim Biệt Động Sài Gòn, bị đột quỵ. Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ hay nhất nhập viện vào ngày 16 tháng 10 trong tình trạng nguy kịch sau cơn đột quỵ. Diễn viên Thành Đạt, con trai của nghệ sĩ hay nhất cho biết, đang ngồi cùng gia đình thì ông bất ngờ gục xuống, mặt tái xanh, có dấu hiệu ngưng tim. Gia đình vội sơ cứu rồi đưa ông tới bệnh viện. Ông được hồi sức tích cực, sau đó chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Thành Đạt cho biết, hiện tại ba anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng lúc mê lúc tỉnh, phải thở máy. Bác sĩ dặn cần theo dõi thêm và gia đình vẫn thường xuyên túc trực. Ông cũng dần ổn định, nhưng sẽ có di chứng sau này, sức khỏe yếu. Thành Đạt nói. Ca sĩ Hải Băng, con dâu của nghệ sĩ Hay Nhất cũng chia sẻ thêm. Gia đình đang rất bối rối khi nghệ sĩ Hay Nhất bất ngờ ngã bệnh. Các thành viên trong nhà đang túc trực chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ. Đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã gửi lời thăm hỏi đến diễn viên Hay Nhất, cầu mong ông sớm phục hồi sức khỏe. Nghệ sĩ Hay Nhất có tiền sử bị cao huyết áp và bệnh tim lâu năm. Trước đây, ông tự chăm sóc tại nhà, giữ tinh thần thoải mái nên không phát bệnh. Nghệ sĩ Hay Nhất tên thật là Nguyễn Maya, sinh năm 1948 tại Ninh Bình. 40 năm theo đuổi nghề diễn, ông tham gia hơn 100 vai diễn. Ông được khán giả biết đến với vai Ba Cẩn trong Biệt Động Sài Gòn. Ngoài ra, ông cũng tham gia nhiều bộ phim như Tiếng Cú Đêm, Kẻ Giấu Mặt, Con Gái Ông Trùm, Tên Cướp Đêm Vượt Biển Máu Lạnh, Những Người Con Biệt Động Sài Gòn. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Hay Nhất không còn hoạt động nghệ thuật mà chuyển sang nghề nuôi yến. Ông có con trai là diễn viên Thành Đạt theo nghiệp ông và con dâu là ca sĩ Hải Băng. Xin kính chúc nghệ sĩ Hay Nhất mau chóng phục hồi sức khỏe.